Cội rễ của Phật Pháp là thập thiện nghiệp đạo. Kinh thập thiện nghiệp đạo chẳng dài. Trong kinh Đức Phật đã giảng rất rõ ràng, thập thiện nghiệp đạo giống như đại địa. Cây cối, hoa cỏ đều sanh từ mặt đất. Như vậy mới là đã tìm được cội rễ. Đức Phật dùng điều này làm tỷ dụ. Pháp Nhân Thiên, Thanh Văn Bồ Đề, Duyên Giác Bồ Đề cho đến Vô Thượng Bồ Đề đều sanh từ đại địa này. Tìm được cội rễ rồi. Cội rễ của Khổng Mạnh là gì? Cội rễ của Khổng Mạnh là Đệ Tử Quy. Cội rễ của Đạo Giáo là Thái Thượng Cảm Ứng Thiên. Ba thứ này không ai nghĩ đến. Những thứ này có thể sanh ra tứ thư, ngũ kinh, 13 kinh, có thể sanh ra hết thảy các pháp đại thừa sanh từ đây. Quý vị tìm những thứ này học từ đây, hạ công phu là được, thật sự cứu được. Để cứu xã hội hiện thời, ba loại cội rễ này sẽ hữu dụng. Hiện thời, chúng tôi nghĩ tai nạn rất nhiều. Trong kinh luận, Đức Phật đã dạy chúng ta, nếu một địa phương có đạo tràng, một đạo tràng thật sự chẳng giả. Đạo tràng thật sự là gì? Là lục hòa kính. Quý vị thấy khi chúng ta thọ trì tam quy, quy y tăng, chúng trung tôn, phải đọc lời thề này. Câu này có nghĩa là gì? Tăng là tăng đoàn, là đoàn thể. Đoàn thể như thế nào sẽ được gọi là tăng đoàn? Tăng đoàn không nhất định là người xuất gia. Mọi người học Phật nhất định phải hiểu rõ điều này. Từ bốn người trở lên sống cùng một chỗ đều tu lục hòa kính thì gọi là tăng đoàn hay hòa hợp chúng. Chúng là từ bốn người trở lên. Người Trung Quốc gọi ba người là chúng. Nhưng trong Phật Pháp, bốn người gọi là chúng. Bốn người ấy nếu là gia đình của quý vị, gia đình quý vị có bốn người, trong gia đình tu lục hòa kính thì gia đình quý vị là tăng đoàn. Tăng đoàn sanh ra hiệu quả gì? Thập phương chư Phật hộ niệm, hết thảy long thiên thiện thần ủng hộ. Nơi nào có đoàn thể này, nơi ấy không có tai nạn. Thật đấy, chẳng giả đâu. Do vậy, tăng không phải chỉ riêng người xuất gia. Chư vị phải biết, xuất gia và tại gia đều như nhau. Bốn người cùng tu hành một chỗ là tăng đoàn. Lục hòa kính là gì? Chúng ta cũng treo những điều này phía ngoài lầu 10. Quý vị vào đó sẽ thấy kiến hòa đồng giải, giới hòa đồng tu, thân hòa đồng trụ, khẩu hòa vô tránh, ý hòa đồng duyệt, lợi hòa đồng quân. Sáu điều này. Phải làm thế nào mới có thể thực hiện những điều ấy? Thưa quý vị, thực hiện ba món căn bản của Nho Thích Đạo như đã nói trên sẽ thực hiện được lục hòa kính. Nếu trong đoàn thể nhỏ này chúng ta thực hiện đệ tử quy, thực hành cảm ứng thiên, thực hành thập thiện nghiệp sẽ là tăng đoàn hòa hợp. Đoàn thể nhỏ này có số lượng từ 4 người trở lên. Nếu nhiều thì chẳng hạn chế số lượng. Tu hành trong đạo tràng này, đạo tràng này được thập phương chư Phật hộ niệm. Tất cả long thiên thiện thần phù hộ. Có đạo tràng như vậy hay không? Tôi học Phật 59 năm rồi mà chưa hề thấy.
Không chỉ là chưa thấy mà cũng chưa nghe nói tới. Tôi chỉ nghe nói hai người xuất gia ở cùng một chỗ hằng ngày đều cãi nhau. Đau buồn thay. Hiện nay lắm tai nạn như thế. Nếu xuất hiện một tăng đoàn như vậy, Hương Cảng có một tăng đoàn như vậy xuất hiện, cả khu Hương Cảng này sẽ chẳng có tai nạn. Quý vị có chịu phát tâm hay không? Chúng tôi đề nghị người thật sự phát tâm hãy ghi danh, ký tên. Trước hết phải suy nghĩ cẩn thận, thực sự thực hiện. Nếu không làm, đừng bỡn cợt. Đùa bỡn tội rất nặng. Chúng ta chẳng thể đòi hỏi người khác, phải từ chính mình làm, từ bản thân làm, làm từ đạo tràng nhỏ này của chúng ta. Tôn trọng đạo tràng của người khác. Quyết định chẳng phê bình, quyết định không can thiệp, quyết định chẳng nói người khác là sai. Hết thảy hãy từ chính mình mà làm, từ đạo tràng nhỏ của chúng ta mà làm. Hãy xem đạo tràng nhỏ của chúng ta có ai ghi tên hay không, có người phát tâm thật sự làm hay không. Tai nạn lắm như vậy, làm thế nào để cứu khu vực Hương Cảng? Nếu Hương Cảng không có tai nạn, tôi tin tưởng vùng duyên hải Trung Quốc sẽ không có tai nạn. Hướng ra ngoài, từ Nhật Bản, Hàn Quốc tới Đài Loan, Phi Luật Tân, dưới là đến Việt Nam. Những khu vực này cũng chẳng có tai nạn. Quý vị nói xem, công đức này nhiều lắm, hoàn toàn do chính mình có chịu phát tâm hay không, chịu thực sự làm hay không. Namo Amida Phật. Namo.